đau quá, đau trên lưng này xuống cái mông này. Hôm đầu tiên đến lớp là nằm ngay rồi. Dễ chịu đúng không? Dạ. À đó, đúng rồi. Cứ đi rón rén vậy nè. Rồi quay qua đây, đó cứ đi đó rồi quay qua đây. Đó rồi quay là chậm vậy đó hả? Ô, nó đau vậy sao? Ôi trời ơi. Này giống như mấy tiểu thơ mà ở thời Mãn Thanh thì bị sửa tướng từ từ đau hay sao? Rồi đau cái mông. Hết đau rồi ha. Rồi ở nhà có mấy đứa con? Hai đứa, đứa lớn mấy tuổi? Ô mẹ ơi, đây. Nó còn lớn nè. Wow, 33 tuổi. Đợi đứa con nhỏ. Rồi quay ngược lại. Bây giờ ngược lại. Vô ghế nè. Rồi quay vô đây. Quay vào đây, xích lên nữa. Vô rồi đó. Rồi, đi nhanh lên đi. Rồi, đi mạnh lên. Đó, rồi, đi rồi. Sao kỳ nha. Nhưng mà không phải đâu, chưa đâu. Bây giờ này chạy lại cho cô kia cũng sợ. Mấy tại vì trước giờ mình đau vậy mà. Bây giờ mình chạy. Ok, up, yeah. Ok, chạy quá, rồi quá đây. Đây qua đây, ngon lắm. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.